thì phía xa tôi có cái dinh này, dinh ngoại. Cho nên bà ở đây, bà ở đây là nó thiệt của sợ lắm. Bà cái dinh bà tính bà luôn. Dạ. Bà là con ngũ hành thượng giới, bà ngũ hành thượng giới, bà lên bà lớn lắm vậy. Dạ. Cái hồng kia con bà có đâu có cáo gì con. Dạ. Bây giờ cái đồ cua như à, xin chào mọi người. Anh Nam anh đi nhặt ve chai nè. Anh Nam anh đang đi nhặt ve chai. Trời Quảng Ngãi đang mưa rất là to nha. Bắt đầu sững dần á. Anh Nam ơi. Anh Nam ơi. À, xin chào anh Nam nha. Anh Nam đi đâu đây? À, anh Nam đi lấy cái, mấy cái bánh bao mà mưa nó ướt nhẹp rồi này. Anh đi về đi, anh đi về đi, có người cho quà. Không có, anh đi về đi. Rồi rồi đi về đi, đi về, anh đi về đi. Rồi rồi đi đi anh. Rồi anh đi trước anh dẫn đường đi. Đây đây xem đây, anh đi trước anh dẫn đường đi rồi em đi. Trời mưa mà. Đây 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 em lấy xem đi. Trời mưa mà anh đi lượm dây chai cả nhà. Xe là xe đạp nhắc đầy dây chai luôn. Đi tìm anh nãy giờ. Anh lấy một số bánh bao với lại bánh ở đâu á, bánh người ta cúng người ta cho sao đó. Anh này một tay là cầm bánh, một tay là lái xe. Ở trong áo ảnh cũng có mấy cái vỏ chai. Vỏ chai rồi lon bia rồi đủ loại luôn. Anh đi lượm anh kiếm từng đồng á, và mà hôm bữa mình đến là anh tặng cho mình mấy cái lon nước. À, anh Nam vừa về tới nhà nè. Dạ. À, anh mua cơm hay là ai cho? Anh Nam. À, anh đi lấy cơm chai. Ai nè. Trời mưa mà anh cũng đi nè. Rồi bánh bao bánh đầu là ướt hết trơn luôn. Bánh bao thấy ướt hết luôn bà. Dạ. Con vô nhà nha bà. À, con vô. Dạ. Đặt cái đèn lý nha. À, trời mưa là nhà bà là tối thui luôn, là không thấy đường luôn á. Không có thấy con dậu. Dạ. Bà bước đồ bà phấn. Đi chân đá không được. Đây. Đạp quá. Để gì đó để đây. Để. Để đây dù hầu dù có lùm cho hết lại. Ai ăn sao. Bánh bao này đâu anh Nam? Anh Nam sinh ai hả? Hê, ra đây. Ra đây. Ra đây nè. Anh mày nó chờ nãy giờ tậu về cứ chờ tao á. Không kể nó. Để mà đi nó chứ, để mà nó. À, bánh bao anh xin đâu người ta cho nè. Ướt nhẹp hết. Với lại cơm chai. Đi đâu nữa anh Nam? Đi đâu nữa hả? Đây. Đây chùa chơi. Đây đây anh Nam ơi. Đây. Hey. Chùa. Chùa không đâu chùa gì đi vậy? Thôi kệ anh đi bà. Ừ, dạ. Anh bây giờ anh về xong anh đi nữa đó. Ừ, anh chưa ăn mà. Ừ. Anh Nam. Anh đi nữa hả? À anh đi nữa rồi cả nhà. Mặc dù là trời mưa nha. Nhưng mà anh về anh đội cái nón xong cái giờ anh đi nữa. Dạ. Mưa gió mà đi vậy đó. Dạ. Ờ. Đăng nó về ghế cho. Bà giặt đồ ở đây hả bà? Hả? Bà giặt đồ ngay chỗ này hả? Bà giặt đây cho cả. Dạ, à, bà giặt đồ ở đây luôn. Không
Dạ. Con dạ. Bà nấu ăn chưa? Hả? Bà nấu ăn tối chưa? Bà chắc bà không nấu, bà chỉ cho bà ăn. Dạ. Còn cái bà ăn thì chắc ăn tối nhau. Dạ. Như bánh bao với lại bánh này anh mang về rồi rồi rồi. Nó xin cây về đó nữa. Rồi anh có ăn không bà? Hả? Mấy cái bánh bao với lại bánh này nè. À, nó ướt, ừ. Thấy nó ướt hết rồi mà. Anh đi, khao rau. Dạ. Đó. Nói chào con bố. Cái gì đó bà? Bánh trứng mà nó cũng đã chua rồi. Dạ. Bà nhưng mà nấu lẹ. Còn bánh chiên ha, thế gì bánh bà, bánh bà đem bà chiên. Bánh tét hả bà ha? À đây nè. Nó chín rồi kìa. À, cái này là cái trái vả ha. À trái vả nó khao. À trái vả kho. À, bác nó chào cũng tặng. Dạ. Nó tàu đó bây giờ nó nói chào nữa đó. Bà à. Con em bác mà. Dạ được rồi bà cứ để đó đi. Là anh mang về hả bà hả? À. Là mấy đồ ăn đó đó. À đó đó, đồ ăn đó món gì đó. Dạ. Anh mang cơm về cho bà hay sao bà? Cơm à, hồi nãy anh đi xin mang về cho bà hả? À, đó đó, đi cho bà. Dạ. Hồi nãy con đi đường, con gặp anh ngoài đường á. Con gặp chỗ nào? Con gặp chỗ ngã tư, ngay chỗ tiệm thuốc á. À, mặt ma chứ không, nó có hầu cháu kia nó về con trời, đợi chậu quá. Dạ, con gặp anh ngay tiệm thuốc á, xong thấy anh đang lượm dưa chai. Đó, đó. Xong kêu anh về, cái anh đi về. Dạ, con nó kêu chứ không chắc, nó cũng chưa gì đâu. Dạ, dạ, con kêu anh về, cái anh về. Cái đây, cái đây, cái trớ vậy đó dạ. À, chứ anh... mẹ trớ ổi. Anh xin về hả bà hả? Đó đi xin máu về tre à. Con nắng sau lên này bán lên nè. Bán nó cũng xin. Bán ở đây họ cũng trao đây. Đi về đó rồi. Bán rồi bánh bao rồi. Cái đâu họ cũng trao con này này nó trao. Bà cho anh hỏi hồi xưa anh Nam đi làm trong Sài Gòn á. Ừ. Anh có người yêu không? Không con. Không có, hồi đó là có cái cậu ba ở dưới miền Tây đó. Cũng thương, cô tính gõ con ghế mà nó không chịu. Dạ hả? Nó không chịu. Dạ. Rồi nó không chịu, rồi bây giờ nó lên Sài Gòn đó, rồi nó tát đi lồn kiếm tiền. Kiếm tiền rồi, cái rồi đi vô cái ăn đó. Ông cũng mới lấy tiền, nhưng mà ông có ăn, ông đưa cho cái ăn mà sữa đó. Dạ. À, cái ăn mà giả đó. Thôi, chắc ông cũng tạo nghiệp lắm, ông cậu đó. Ông nó tu gì mà cái thằng đó nó gì nó biết lồn thôi, nó cũng lồn tu gì mà tu quá tu chừng cứ về tối lại là đi chùa biết không. À anh đi tu hả bà? Ờ đó đó. Dạ anh lên chùa anh làm công đức hay sao bà? Đó đi chùa làm công đức nè, lồn gì trong chùa nó chiều tối lại đó ở Việt Nam Quốc tử nè. Dạ. Rồi bưng đồ ra để đó rồi họ về đó rồi họ đặt kinh đó luồn. Ừ. Cái tâm giấy mà tu sâu không được. Ừ. Giờ đi linh tinh với miết đó con. À tức là ngày xưa lúc anh đi tu thì anh bình thường không bà? À cái lúc đó còn bình thường thể diện lắm, vô mưng nhỏ trắng ở nó má bà bá trao thứ gì bà không ăn đi chợ bà trao thì má ăn chứ. Bà thấy bà thương, bà thấy mình khổ, bà trao chứ. Mà ăn nó cũng nấu nữa đó. Rồi bây giờ cái nó... À, tức là anh sĩ diện hả bà? Sĩ diện lắm con. Dạ. Mà bây giờ là giấy đó. Bây giờ nói thì phía xa thì có cái dinh này, dinh ngoài. Nên bà ở đây... Bà ở đây là nó thiệt. Bà khổ. Sợ lắm. Bà, cái dinh bà tính bà luôn. Dạ. Bá là con ngũ hành thượng giới, bá ngũ hành thượng giới, bá linh, bá lân lát gì. Dạ. Cái hồng kia con, bà có đâu có cáo gì con. Dạ. Bà già cái hồng cua như, bà không có. Ông cho bà ra trao bà ở chỗ đây. Thì hồng kia cũng có mấy người ở rồi, rồi tới bà ở. Bà không có bà phải ở thôi cho nên bà ở đây là khổ lắm. Yeah. Bà ơi, thì hôm trước con quay clip lên á. Thì có chị Judy á, chị gửi cho bà 2 triệu. Thì hôm nay con ghé
ghé chỗ bà để gửi tiền cho bà ha. Dạ, rồi đây bà chờ con xíu lấy tiền ha. Dạ thì đây là cái số tiền của chị Judy. À, chị gửi cho bà 2 triệu đồng để bà có rồi, tiền rồi. Thuốc với lại ăn uống bà ha. Rồi. Dạ. Thì cũng cảm ơn chị. Dạ. Thì dài là bà cũng rất quý, bà cảm ơn. Rồi, bà dạ. Ơn. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi con chào bà. Dạ. Thôi cũng chào bà gửi lại là tham chị rồi đây nha. Dạ, dạ. Dài là bà quý bà mừng lắm. Dạ, rồi chào bà. Trong lúc bà khổ sở. Dạ. Dài có vậy là chị nó cũng đỡ chút một.